Xin chia buồn với ba tuổi này, đại hạn giáng xuống, nợ nần chồng chất, tiền bạc đội nón ra đi trong 15 ngày đầu năm Tân Sửu. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, ông bà thường nói phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí. Mỗi người đều phải trải qua những quãng thời gian khó khăn trong cuộc sống, đôi khi là cảm giác bị dồn nén tới đường cùng mà không tìm được lối thoát để vượt qua. Các thầy tử vi học phương Đông có chỉ ra rằng trong 15 ngày đầu tiên năm Tân Sửu sắp tới, có ba con giáp gặp phải đại hạn, tai nạn đổ ập xuống đầu, tiền bạc mất trắng, không cẩn thận phải bán nhà để trả nợ. Để biết ba con giáp xui xẻo này là ba con giáp nào, chuyện gì xảy ra với ba con giáp ấy, làm sao để xui xẻo tránh xa, tai qua nạn khỏi. Tất cả những điều này sẽ được kênh Phong Thủy Gia Cát giải đáp trong video ngày hôm nay. Trước khi nghe kênh Phong Thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích hơn. Đặc biệt trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong Thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mùa màng âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị trên màn hình. Một, tuổi Tỵ. Tuổi Tỵ là những người khôn ngoan, khéo léo và mạo hiểm. Họ giàu tình cảm, có đời sống nội tâm khá phong phú, lãng mạn và luôn khiến người khác bị thu hút bởi vẻ đẹp, sự uyển chuyển của mình. Xem tử vi tháng 1 âm lịch của 12 con giáp, vận trình của người tuổi Tỵ trong 15 ngày đầu tháng này biến động khá mạnh, thăng trầm, khó đoán, cần hết sức lưu ý để có sự chuẩn bị tốt nhất. Do chịu sức ép của cục diện thái tuế tương hại, những chú rắn rất dễ vướng vào tranh chấp hoặc rắc rối thị phi, gây hao tổn cả tinh thần và tiền bạc. Mới là đầu năm nhưng công việc của bạn đang trong giai đoạn thử thách, phải đối mặt với nhiều trở ngại. Lại thêm sự xuất hiện của thiên quan là điểm báo tiểu nhân, vận khá vượng, cạnh tranh tăng lên, cạm bẫy đầy rẫy. Cần chú ý từng lời nói, hành động của mình, đề phòng bất trắc. Tuy nhiên trong hung tàng cát như nguyên lệnh lần trường sinh, lại thêm cả hai cát tinh thiên đức, thiên vui nâng đỡ, nên vận khí của bản mệnh nhanh chóng phục hồi, lúc nguy cấp được quý nhân đưa tay giúp đỡ, vượt qua nghịch cảnh. Thậm chí nếu làm tốt mà xoay chuyển tình thế của bạn sẽ được đồng nghiệp và cấp trên ghi nhận, rất có lợi cho đường tiến thân sau này. Do đó, dù trở lực lớn đến đâu cũng đừng vì thế mà nản lòng, việc gì rồi cũng có cách giải quyết, chớ bao giờ nóng vội. Trong thời điểm này, những chú rắn cũng đừng trông chờ quá nhiều vào sự giúp đỡ của người khác. Mọi việc tự lực cánh sinh sẽ đảm bảo kết quả chắc chắn hơn. Bạn càng thể hiện được sự chủ động và độc lập của mình thì khả năng thành công lại càng cao. Không những vậy, do chịu ảnh hưởng của cục diện tương hại nên tinh thần có phần dễ bị kích động, khó giữ được bình tĩnh và sáng suốt. Điều này sẽ tác động trực tiếp lên vận trình tài lộc của bản mệnh. Công việc nhiều trắc trở cũng ảnh hưởng một phần đến tài lộc của người tuổi Tỵ. Trong tháng không có tài tinh chiếu mệnh, thu nhập chủ yếu dựa vào chính tài, còn thứ tài khá ảm đạm, không có nhiều cơ hội kiếm tiền. Các khoản chi tiêu trong tháng vẫn gia tăng, cần có kế hoạch tài chính cụ thể, tránh hao tài. May mắn là chuyện tình cảm của người tuổi Tỵ tiến triển theo chiều hướng tích cực trong tháng 1 âm lịch. Các mối quan hệ hài hòa, mâu thuẫn giữa các cặp vợ chồng, giữa cha mẹ và con cái sớm được hóa giải. Người độc thân được mai mối, giới thiệu nhân duyên tốt, hứa hẹn trải nghiệm bất ngờ. Để có một tâm lý vững vàng, đầu óc tỉnh táo, minh mẫn và có thể phát triển vượt trội khi bước sang năm mới, thì người tuổi Tỵ nên mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm sẽ giúp bản mệnh khai thông trí tuệ khi giải quyết mọi vấn đề, công việc, vì thế cũng được hành thông, thu hút tài lộc và sự may mắn. Đặc biệt ở pháp khí còn hội tụ bởi những tinh hoa của Đức Phật cùng những tinh túy, linh thiêng của đất trời, chứa đựng nguồn năng lượng tích cực, xua đuổi tà ma, tăng cường các khí và mang lại bình an cho tuổi Tỵ trong năm 2021. Tuổi Thân.
Có thể nói rằng khỉ là con vật thông minh, khôn khéo nhất trong 12 con giáp. Bởi vậy mà người tuổi Thân không những tài giỏi, thông minh, nhanh nhẹn mà còn giàu lòng vị tha, luôn sẵn sàng giúp đỡ những người gặp khó khăn. Họ luôn là người đem đến niềm vui, tiếng cười cho mọi người xung quanh nhờ vào sự hái hước của mình. Trong đám đông, tuổi Thân nổi bật, thu hút sự chú ý của mình bằng những câu chuyện cười thú vị, độc đáo. Mọi người yêu quý họ bởi sự thân thiện, cởi mở và hài hước. Xem tử vi 2021 trong tháng Canh Dần mở đầu năm Tân Sửu, vận trình của người tuổi Thân tiềm tàng không ít hung hiểm, nhiều biến động thăng trầm, cần hết sức thận trọng. Dưới tác động của tương xung thái tuế, công việc nhiều áp lực, lại có họa thị phi luôn rình rập. Dù bản mệnh đã cố gắng rất nhiều, nhưng tiến độ vẫn khó cải thiện, hiệu suất sụt giảm. Đã vậy, những lời bàn ra tán vào, đều đặt của kẻ tiểu nhân, ít nhiều ảnh hưởng tới khả năng tập trung của mệnh chủ. Trong thời điểm này, bạn cần hết sức cẩn thận cách hành xử của mình, đặc biệt là trong các mối quan hệ nơi công sở để tránh những rắc rối không đáng có. Những kẻ ghen ăn tức ở, bày tỏ ra sao cũng hãy cứ dùng thái độ ngay thẳng, việc mình làm, bình tĩnh và tỉnh táo để xử lý. Đừng quá lo lắng, nguyên lệnh lâm đất lâm quan sẽ mang đến những tín hiệu tích cực vào thời khắc khó khăn nhất. Như mọi chuyện vẫn cần bạn tự thân nỗ lực thì mới có thể vượt qua sóng gió, khi đó lại thêm sự nâng đỡ của các tinh này sẽ giúp hóa hung thành cát. Tài lộc trong khoảng thời gian này cũng khá sa sút nghiêm trọng do ảnh hưởng của tương xung và đại hao hung tinh gây ra. Thậm chí còn có điểm hao tốn tiền của, chi tiêu vượt mức dự toán, có thể rơi vào cảnh vay mượn, nợ nần ngay đầu năm. Dù bạn đã đặt ra rất nhiều kế hoạch, nhưng mọi chuyện cứ đi chạy khỏi quỹ đạo mong muốn. Tài chính chủ yếu tổn hao ở những mục đích không thể không rút hầu bao. Hơn nữa, việc kinh doanh đầu tư ở thời điểm này đều có nguy cơ thua lỗ. Tuổi Thân hết sức cẩn trọng khi tiến hành bất cứ việc gì. Cũng đừng tùy tiện cho người khác vay mượn tiền bạc trong tháng khi có nhiều hung tinh quấy phá như này. Đồng tiền đi liền khúc ruột, kể cả người thân quen cũng phải xem xét rõ lý do vay mượn và khả năng chi trả của đối phương, kẻo vừa mất tiền lại vừa mất cả mối quan hệ. Đây quả là một tháng nhiều gian nan với những chú khỉ khi hết công việc, tài lộc, đến cả phương diện tình cảm cũng phải đối diện với một vài trục trặc. Vợ chồng thường xuyên tranh cãi, xung đột vì những vấn đề muôn thuở trong đời sống thường nhật. Tình cảm lứa đôi ngày càng nhạt nhòa, nhưng chẳng ai còn muốn chủ động hâm nóng. Để mọi việc đều phát triển một cách hanh thông và thuận lợi thì bản mệnh hãy mang theo bên mình vật phẩm phong thủy, vòng tam giác khai vận, Thân, Tí, Thìn. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ giúp bạn đạt thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, từ đó giúp bạn xua đuổi những hung tinh, tà ma và những kẻ tiểu nhân ghen ghét luôn rình rập xung quanh bạn. Vòng còn giúp hóa giải những thị phi, mâu thuẫn và tăng cường các mối quan hệ. Đồng thời, vòng sẽ giúp tăng may mắn, chiêu tài lộc, cát lành và đặc biệt là chiêu mời quý nhân giúp đỡ bản mệnh phát triển mọi khía cạnh trong năm 2021. Tuổi Tý. Trong số 12 con giáp, Chuột được chọn là con vật tiên phong, dẫn đầu. Bởi vậy, những người thuộc tuổi này thường có tài năng lãnh đạo, quản lý rất tốt. Hơn nữa, những người tuổi Tý còn được mọi người ngưỡng mộ bởi sự thông minh, sáng tạo, nhanh nhẹn tháo vát của mình. Họ sẽ không bao giờ hứng thú với những công việc nhàm chán, đơn giản. Tuổi Tý muốn thử sức mình trong những lĩnh vực khó khăn, khắc nghiệt. Họ dành cả đời để theo đuổi tiền bạc và địa vị. Nếu như không có hai thứ đó trong cuộc sống của tuổi Tý, tưởng chừng như không còn ý nghĩa. Xem tử vi tháng 1 âm lịch tuổi Tý, bản mệnh đón những ngày đầu năm Tân Sửu với tinh thần khá thoải mái. Nhưng có lẽ cũng vì thế mà bạn không để tâm trí vào công việc. Nguyên lệnh lâm đất tử, hiệu quả công việc giảm sút trông thấy. Tuy nhiên, nếu cứ tiếp tục để đầu óc nơi đâu đâu thì bạn sẽ phải trả giá. Càng về cuối tháng, vận khí giảm sút, nếu không chăm chỉ và nỗ lực làm việc hơn nữa thì rất dễ gặp thất bại. Chắc hẳn đầu xuân năm mới, bạn cũng không muốn đón nhận những tin không vui. Vậy thì hãy nhanh chóng lấy lại tinh thần, tự đốc thúc bản thân. Trong tháng có dịch mã động tinh xuất hiện, những chú chuột có thể sẽ phải di chuyển, đi lại khá nhiều. Có thể là để vui chơi hội hè, cũng có thể là để lo liệu công việc, xã giao đầu năm. Tài lộc trong thời điểm này ở mức bình ổn, dù đầu tháng phải chi tiêu khoản không nhỏ cho ngày đầu năm mới, bao gồm mừng tuổi và mua sắm trong gia đình. Song may mắn là mọi việc đều trong tầm kiểm soát và cũng có nguồn thu nhất định từ trước đó. Việc kinh doanh, buôn bán đầu năm tuy chưa nhộn nhịp nhưng nhìn chung vẫn tốc tác ổn định.
bản mệnh vẫn bỏ túi không ít tiền của, tiền bạc lúc nào cũng đủ ăn, đủ tiêu. Có lẽ đầu năm nhiều người có tâm lý đi lễ chùa, làm công quả hoặc quyên góp từ thiện, đóng góp cho hội hè, đình đám nên tiêu xài có phần quá thoáng tay. Bạn cần hết sức chú ý, biết điểm dừng đúng lúc và tiêu xài hợp lý. Ngoài ra do tài khí không quá vượng nên khuyến cáo bản mệnh không nên tham gia các trò mang tính đỏ đen, hên xui, cờ bạc đầu năm để tránh hao tốn tiền của. Chuyện tình cảm tiến triển tốt đẹp, gia đạo êm ấm. Như vậy, tâm tình bản mệnh luôn vui vẻ, tràn đầy sức hút, nhân duyên khác giới của những người độc thân ngày càng vượng, có nhiều cơ hội thoát khỏi kiếp độc thân. Để kích hoạt vận khí cát lành, thúc đẩy công việc hanh thông, sự nghiệp tiến triển tốt, tuổi Tý hãy mang theo bên mình pháp khí phong thủy nhà Phật, bát bảo tâm kinh. Pháp khí sẽ giúp xua đuổi những hung tinh, phận hạn và kẻ tiểu nhân ganh ghét luôn rình rập ở xung quanh bạn. Từ đó pháp khí sẽ tăng cường vận khí, tăng may mắn và chiêu tài lộc. Đồng thời khi mang pháp khí bên mình sẽ luôn được quý nhân che chở, giúp đỡ phát triển sự nghiệp, việc đầu tư và làm ăn trong năm Tân Sửu. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.